của anh. Chuyện của em và anh Long á, chị đã nói hết những gì chị nghĩ rồi. Quan trọng là ở em thôi. Em đáp lại tình cảm của anh Long cũng được, từ chối cũng không sao, vì anh Long chắc cũng quen rồi. Với cả anh ta xứng đáng những kết cục tồi tệ như thế, vì cứ mãi ngu ngốc mù quáng yêu một người. Sao chị lại nói như thế? Chị cần phải nói như thế để em nhận ra được cái giá của việc từ chối mãi một người yêu mình thật lòng. Anh đi về đây. Em đừng khóc nữa. Khóc nhiều ảnh hưởng đến em bé đấy. Với cả em đã đuổi anh đi rồi, em còn khóc làm cái gì? Cà phê ở quán này khá ngon, em uống thử đi. Rồi sau đấy chỉnh sửa công thức cho hợp lý. Em cảm ơn chị. Em uống nước cam ở nhà rồi ạ. Trông như hôm nay có vẻ không vui. Anh nghĩ là mình nên bỏ qua chuyện cá nhân, vào thẳng việc chính. Ngày hôm nay em muốn họp về mặt bằng và nguyên liệu nhập khẩu. Vâng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện mặt bằng trước. Còn nguyên liệu thì em sẽ bàn riêng với anh, để tránh làm mất thời gian của Nhi. Việc của quán cũng là việc của em. Tất cả chúng ta phải nắm rõ phần việc của người còn lại. Thế mới gọi là làm việc nhóm chứ.